Dan quaire. Đây. Cô Sim mới đưa trên rừng về. Anh em đang cắt sửa. Nhưng mà cây rất là to. Các bạn xem. Đang lên nó gắn thẻ 2 thằng vẫn được bác ạ. Ốc xìm, ốc xìm. Đây thằng 40. Đây là 40, 40 ấy. Rồi là 18. Hồi xìm. Rồi 20. Xìm rất to luôn. Cây sim một thân rất đẹp. À, tôi đưa từ trên đường về. Cây này nữa. Thế, một thân. Cây đang nằm đây. Cây đang nằm đây. Cây này có khoảng tầm 4,5 m. Cây gốc lên đến họ. Còn dây chỉ tầm 20 thôi. Nên là hơi con vừa. Cái này cũng rất là đẹp. À, mọi người xem là ủng hộ cho tôi phát điện thoại. Facebook luôn. Facebook Zalo luôn. Đây là team công trình. Chim bonsai. Chim trong cảnh. Chim rất là khổ hủ. Cái đầu rất là chắc chắn để nó đảm bảo sự sống của cây. Đang ươm rồi, đang lên mầm. Rất to. Ươm, đang lên. Cái độ già của nó thì không phải suy nghĩ. Xem là học của tôi.